Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Cỏ Rosé. Video này mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về 5 mũi móc căn bản trong móc len. Ở đây mình sẽ sử dụng sợi bông Hàn Quốc vì kích cỡ sợi khá là to và dễ nhìn. Với kích cỡ sợi này mình sẽ sử dụng kim móc 4mm. Link mua nguyên liệu mình sẽ để ở phần bình luận ha. Đầu tiên để bắt đầu làm một sản phẩm, thông thường thì chúng ta cần tạo một cái nút thắt. Ban đầu thì cách tạo nút thắt như sau. Các bạn quấn một vòng tròn như vậy ha, sợi này ở trên. Sau đó mình sẽ gập lại và lôi cái dây này qua, đồng thời rút cái dây ngắn này. Chúng ta sẽ có một cái nút thắt như này. Và khi mà mình kéo đoạn dây này, nó sẽ rút ra rút vô được này ha. Các bạn kéo, dùng tay kéo đoạn dây dài này, kéo cho kim, cho đoạn dây này sát với kim móc, không cần quá chặt ha. Như vậy là chúng ta đã tạo được một cái nút thắt. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn móc lên mũi bính. Đây là chỉ là cái nút thắt thôi ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu khởi tạo 15 mũi bính. Cách móc mũi bính đó là các bạn đâm kim móc xuống phía dưới cọng dây. Sau đó mình sẽ lôi, dùng cái móc này mình lôi qua nút thắt này. Như vậy là chúng ta đã có được một mũi bính. Tiếp theo, để khởi tạo bánh thứ hai các bạn thao tác tương tự. Tuy nhiên các bạn mới móc thường sẽ gặp tình trạng đó là các bạn có thể là móc quá chặt tay hoặc là quá lỏng tay. Đây là quá chặt tay, cái dây nó ôm sát khi móc, và đây là quá lỏng, cái dây nó bị rộng. Các bạn cứ thả lỏng tay sao cho cái dây này vừa ôm hết kim móc một cách thoải mái là được. Sau đó mình lại đâm kim móc xuống, kéo đoạn dây này qua. Như vậy là mình đã móc thêm được một mũi bính. Chúng ta cứ thao tác tương tự như vậy để thực hiện các mũi bính tiếp theo. Ở đây mình cầm kim thì giống như là mình cầm bút viết vậy. Còn cách cầm len á thì tùy mỗi bạn. Ở đây thì mình sẽ cầm như vậy. Lấy đoạn dây len vòng qua ngón trỏ và ngón út của mình sẽ giữ đoạn dây len này lại. Còn ngón cái thì mình sẽ giữ đoạn ngắn này cho nó chắc chắn. Khi mà các bạn mới tập móc á, thì các bạn sẽ không có biết sử dụng lực ở phần tay, thì các bạn sẽ rất là khó để làm. Nhưng mà mình cứ tập dần ha, mình sẽ biết cách dùng lực ở các ngón tay sao cho mình dùng nó sẽ không có bị đau tay nhiều. Thì cái này thì mình cứ móc quen thì mình sẽ biết thôi. Đây là 3 mũi và chúng ta cứ thao tác như vậy. Đây là 4 mũi. Muốn kéo dây ra đó, mình cho lòng sẽ kéo dây ra, thả lỏng đoạn dây này ra nè, đừng có siết chặt, mà đừng có siết lỏng quá, đừng có siết chặt như thế này thì cái mũi bánh lên nó sẽ không đẹp. Để lỏng ra rồi mình cứ thao tác như vậy thôi. Mày để ra khi mà cái này của mình á nó đụng gần cái tay thì mình sẽ đưa dây ra, mình kéo cho nó dài ra. Mình sẽ đếm lại nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 rồi. 13, 14, 15. Như vậy là mình đã móc được 15 mũi bính. Các bạn móc quen thì các bánh của nó sẽ đều nhau ha. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn móc len mũi đầu tiên, đó chính là mũi đơn. Để móc len mũi đơn thì mình sẽ đâm kim móc vào chân móc thứ hai tính từ kim móc tính qua. Đây là chân móc thứ 15 này, chính là chân móc đầu tiên tính từ kim móc tính qua.
Bây giờ mình sẽ đâm kim móc vào chân móc thứ hai, tính từ kim móc tính qua. Mình bỏ một chân này và đâm kim vào dây phía trên này. Đây, nhìn mặt phía sau nè. Mình bỏ qua cái mũi này, mình sẽ đâm kim vào đây. Và mình sẽ kéo bạn dây len này qua cái dây này. Như vậy, trên kim chúng ta sẽ có hai dây. Bước tiếp theo để hoàn thành một mũi móc đơn đó là các bạn sẽ quấn kim xuống dưới đạn dây này và kéo đạn len này qua hai dây. Như vậy là mình đã được mũi đầu tiên. Đây là mũi đầu tiên ha. Để móc mũi thứ hai á, các bạn thao tác tương tự. Các bạn đâm kim vào chân này là chân bính thứ 13 nè, là chân bên cạnh của chân này. Chân này là mình móc vô đây một mũi rồi, mình không móc nữa. Giờ mình móc vào chân này, mình cũng làm tương tự như vậy. Các bạn đâm vào một dây này, bạn đâm vào dây này, sau đó các bạn lôi đạn dây len này qua kim và các bạn thả lỏng đạn dây này ha, cho hai cái đạn này nó bằng nhau, chứ đừng có siết chặt như vậy, cũng đừng có để dài như vậy. Mình để đều như vậy này, hai đạn này bằng nhau. Sau đó mình sẽ dùng kim móc lôi đạn len qua hai cái dây. Như vậy là mình đã có hai mũi móc đơn. Đây là mũi móc đơn thứ nhất, đây là mũi móc đơn thứ hai. Tiếp tục các bạn cứ thao tác như vậy, móc vào đây mỗi chân một mũi móc đơn. Các bạn cứ thao tác như vậy đến cuối ha. Ở đây mình còn một chân nè. Đây là cái nút thắt nha. Các bạn không có đâm vô cái nút thắt này. Đây là chân cuối nè. Chân cuối nè. Đấy, bên cạnh chân cuối là cái nút thắt nè. Chân cuối thì mình cũng móc vào đây một mũi móc đơn. Như vậy là mình vừa hoàn thành xong một hàng móc đơn. Lúc đầu tiên á là mình lên tổng cộng là 15 mũi bính. Nhưng mà mình đã bỏ qua cái mũi bính cuối cùng là mũi bính thứ 15, mình không móc á. Như vậy thì mình sẽ móc được tổng cộng là 14 mũi móc đơn. Mình sẽ đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Đây là cái mũi móc đơn. Đây, đây chính là mũi móc đơn thứ 14 này. Và mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để lên hàng thứ hai khi mà mình dùng mũi móc đơn luôn nha. Thì để lên được hàng thứ hai, trong các sản phẩm túi ví gì đó các bạn muốn móc hàng thứ hai á, thì các bạn sẽ móc lên cho mình, sau khi mình móc được mũi cuối cùng rồi nè, mình sẽ móc lên một mũi bính nữa và mình lật lại, mình lật mặt lại, sau đó mình đâm kim móc vào cái mũi cuối cùng, cũng là cái mũi đầu tiên này nè. Đây là mũi bính mình vừa lên đúng không, đây là cái mũi cuối cùng của hàng hồi nãy, mình sẽ đâm vào đây. Kéo dây lên và móc một mũi móc đơn. Sau đó tiếp tục các bạn đâm vào chân bên cạnh. Lưu ý là đâm qua hai dây luôn à. Móc lên một mũi móc đơn. Rồi cứ thao tác như vậy, mỗi chân các bạn móc lên một mũi móc đơn. Thì mình sẽ có cái hàng nó dài ra ha. Đây. Thì cái bề ngang của hàng này sẽ bằng cái bề ngang của hàng này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ móc mũi nửa kép ha. Như vậy mình đã lên được 15 mũi bính giống như hồi nãy nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 13, 14, 15 mũi bính. Thì để móc mũi
Ngữ kép thì các bạn sẽ thao tác như sau. Đầu tiên là các bạn sẽ quấn một vòng qua kim nè. Đấy. Sau đó mình sẽ đâm kim móc vào chân móc thứ ba, tính từ kim móc tính qua. Đây là chân thứ nhất, chân thứ hai, chân thứ ba, đúng không? Các bạn quấn một vòng qua kim, sau đó đâm vào chân thứ ba này, đâm vào cái dây trên này thôi nè ha. Và các bạn kéo đoạn dây này qua đây. Như vậy là mình sẽ có ba đoạn dây qua kim. Các bạn dùng cái kim móc này kéo cho nó bằng nhau, kéo cho ba dây này bằng nhau. Sau đó chúng ta sẽ dùng kim móc quấn qua kim và kéo qua ba dây này. Như vậy ở đây chúng ta có mũi kép đầu tiên. Để móc mũi kép thứ hai, các bạn thao tác tương tự. Quấn một vòng qua kim, đâm kim móc vào chân này. Sau đó đâm vào đây, đúng không? Sau đó quấn một vòng qua kim, kéo qua. Rồi mình sẽ dùng kim kéo cái đoạn dây len này lên cho nó ba sợi để nó bằng nhau này. Rồi mình mới quấn qua dây, kéo qua. Tiếp theo, cứ thao tác quấn một vòng qua kim, đâm kim móc vào đây, kéo qua, có 3 dây trên kim, thì lại lấy qua một lần 3 dây, sau đó lại quấn một vòng, kéo qua, lấy qua 3 dây. Các bạn thao tác như vậy cho đến cuối hàng ha. Nếu làm hết dây thì mình kéo, kéo dây ra. Cái tay này, cái ngón út của mình thả lỏng này, nên khi là nhiều khi là mình kéo cái này nè, là cái dây này nó sẽ tự chạy luôn. Mình không cần phải kéo, nếu mà các bạn làm quen thì các bạn sẽ làm được như vậy. Và đây là chân cuối cùng này ha. Mình cũng sẽ quấn một vòng cái kim, đâm kim vào chân cuối cùng này, móc lên một mũi nữa kép. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong một hàng bằng mũi nửa kép. Ở đây mình sẽ so sánh cho các bạn xem ha. Hàng nửa kép này thì nó sẽ dày hơn hàng mũi đơn. Đây, các bạn có thể thấy đây, hàng này nó sẽ dày hơn nè. Nhưng mà hàng này nó lại dài hơn. Tại vì sao? Tại vì hồi nãy mình móc mũi đơn á, mình chỉ bỏ qua một chân cuối cùng, thì mình lên 15 bến, mình bỏ một thì mình sẽ còn 14 mũi đơn. Nhưng đối với mũi nửa kép này, mình đã bỏ qua hai chân mà gần cái kim móc á, mình móc vào chân thứ ba. Như vậy thì khi mà mình móc xong cũng là 15 mũi bánh khởi tạo ban đầu, thì mình sẽ chỉ còn 13 mũi thôi. Mình sẽ đếm các bạn thêm ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Đây là chân cuối cùng nè, thì 13 chân, 13 mũi, thì cái bề ngang này, cái bề dài này nó sẽ bị ngắn hơn một mũi này. Nó tới đây thôi, nó mất một mũi này rồi. Nhưng bề ngang, mình để cho bạn thấy luôn ha, thì mũi này nó sẽ dày hơn mũi này. Và tiếp theo mình sẽ chỉ các bạn để móc lên hàng thứ hai. Cái nếu mà các bạn móc muốn móc hàng thứ hai của hàng nửa kép á, thì các bạn sẽ móc lên hai mũi bến. Nếu như mũi đơn á, ở đây mình bỏ một thì mình lên một bến. Còn mũi nửa kép mình bỏ 2 ở đây, có nghĩa là mình sẽ lên 2 mũi bánh ở đây. 2 mũi bánh là tượng trưng cho độ cao của cái mũi móc. Thì mũi móc đơn là 1 bánh, mũi nửa kép là 2 bánh. Các bạn cứ nhớ như vậy là ha. Sau mình sẽ lật lại tương tự như mũi móc đơn hồi nãy. 2 bánh vừa lên thì không có móc vào, mình sẽ quấn một vòng qua kim, đâm vào cái chân mũi đầu tiên, cũng là chân mũi cuối cùng của hàng trước nè. Đâm vào đây. Đừng có đâm nhầm qua đây ha. Đây là mũi bánh 1, 2, mình không có đâm vào, mình đâm vào cái mũi này nè, mình móc lên mũi nửa kép. Đấy, các bạn cứ thao tác như vậy tương tự
Để cho các bạn xem. Thì hàng này độ cao cũng sẽ bằng hàng này ha. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau móc lên một hàng bằng mũi móc kép đơn ha. Thì đối với mũi kép đơn thì mình cũng phải tạo lên 15 mũi bánh nè. Đối với mũi kép đơn thì các bạn sẽ quấn một vòng qua kim, sau đó bỏ qua 1 2 3, móc vào chân thứ tư, móc vào chân thứ tư, tính từ kim móc tính qua. Như vậy trên kim chúng ta có 3 dây này, các bạn kéo cho 3 dây nó bằng nhau ha. Dây này nó bằng này, giữ ở đây, kéo cho nó bằng nhau, các bạn dây nó lên. Sau đó chúng ta sẽ quấn. Nếu mà thay vì mũi lưỡi kép á, là các bạn kéo qua 3 dây này luôn, nhưng mà mũi kép đơn á, thì các bạn chỉ kéo qua 2 dây thôi. Chúng ta kéo qua 2 dây này thôi nè. Đấy, như vậy là trên kim tiếp tục còn 2 dây. Các bạn lại thao tác tương tự, các bạn kéo qua 2 dây này. Như vậy là mình đã có mũi kép đơn một mũi. Tiếp theo, để móc mũi kép đơn thứ hai, các bạn cũng quấn qua kim một vòng, đâm vào chân bên cạnh, kéo dây qua, kéo đoạn dây len này cho nó bằng cái khoảng cách này luôn ha. Mình sẽ kéo cho nó bằng. Sau đó các bạn kéo qua hai vòng len thôi, thì trên kim sẽ còn 2 dây. Tiếp tục kéo qua 2 dây này là chúng ta có 1 mũi, 2 mũi rồi. Mũi thứ ba các bạn làm tương tự, âm kim móc qua chân bên cạnh, nhớ là phải kéo cái đoạn này cho nó cao lên ha. Lấy qua 2 dây, rồi lại lấy qua 2 dây. Và các bạn cứ thao tác như vậy cho đến cuối hàng. Kéo ra, lấy qua 2, lấy qua 2. Kéo cao lên, lấy qua 2, lấy qua 2. Đây là mình còn một chân cuối cùng, mình cũng sẽ đâm vào đây. Rồi móc lên. Kép. Như vậy là mình đã vừa hoàn thành xong một mũi móc kép. Ở đây mình lên 15 mũi bánh, nhưng mà mình đã bỏ qua 3 mũi ở phía đầu này. Như vậy mình sẽ hàng này mình sẽ lên được tổng cộng là 15 trừ 3 là 12 mũi kép đơn. Mình sẽ đếm là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Đến đây là 12 ha. Cái này là mấy cái bánh mình bỏ qua mình không có tính. Đến đây nè, đây là mũi đầu tiên này, mình có 12 mũi kép. Và mình sẽ so sánh cho các bạn xem độ dài của nó so với mũi. Đây là mũi nửa kép nè, bề ngang của mũi kép sẽ cao hơn mũi nửa kép. Và tương tự, đây là mũi móc đơn. Chúng ta có thể thấy là độ dài của mũi này là tổng cộng là 14 mũi. Cái này là 13 mũi. Và đây là 12 mũi. Như vậy cái này sẽ dài nhất, dài nhì, dài ba. Nhưng mà bề ngang á, thì cái này các bạn rõ ràng là thấy nó sẽ xếp theo cái chiều tăng dần nè. Cái này đến cái này sẽ có độ ngang là gấp đôi cái này, các bạn thấy không? Sẽ bằng 2 lần cái này. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lên hàng thứ hai luôn ha. Thì tương tự như các mũi trước, thì ở đây mình bỏ qua 3 mũi lúc đầu, thì ở đây mình sẽ lên 3 mũi bánh. Rồi mình lật mặt lại, đâm kim móc vào chân đầu tiên của hàng này, chính là chân cuối của hàng trước. Thì 1, 2, 3, đây là 3 mũi bánh. Thì chân đầu tiên là chân tiếp theo này, quấn một vòng qua kim, đâm kim móc vào đây. Mình đâm qua 2 dây luôn đó nha. Mình sẽ kéo lên, móc qua 2 dây, rồi móc qua 2 dây. Cứ thao tác tương tự như vậy. Đấy. Như vậy là mình sẽ được hàng thứ hai. Và tay mình sẽ móc mũi kép đôi. Sau khi lên được 15 mũi bánh, các bạn sẽ quấn 2 vòng qua kim, 1 vòng và thêm 1 vòng nữa, là tổng cộng là 2 vòng. Sau đó đâm kim móc vào chân móc thứ 5, các bạn bỏ qua 4 chân. 1 2 3 4 chân. Bốn chân này bỏ, móc chân thứ 5, đâm kim móc vào chân thứ 5 này,
và kéo đoạn dây này cao lên. Sau đó mình sẽ lấy cái dây này qua hai dây, như vậy là trên kim mình còn 3 dây. Mình tiếp tục lấy qua hai dây, như vậy trên kim của mình sẽ còn 2 dây. Mình sẽ lấy qua 2 dây tiếp, như vậy là mình đã được một mũi kép đôi. Để móc mũi kép đôi thứ hai thì các bạn thao tác tương tự, quấn một vòng, xong rồi quấn thêm một vòng nữa, rồi đâm kim móc vào chân móc bên cạnh, kéo qua và kéo cao nó lên ha. Như vậy là trên kim mình có 4 sợi nè. Giờ mình sẽ lấy kim qua hai sợi, sau đó lấy tiếp tục qua hai sợi nữa, trên kim còn 2, lấy qua 2. Như vậy là mình được mũi kép đôi thứ hai. Tiếp theo các bạn cứ thao tác tương tự, lấy hai vòng qua kim, đâm kim móc vào chân bên cạnh, kéo lên, các bạn nhớ kéo lên ha. Sau đó móc qua hai rồi lại qua 2. Đấy, như vậy là tổng cộng là mình có 3 mũi rồi nè. Cái này là 4 bánh mình bỏ thì mình không có tính nha, mình tính đây là mũi thứ nhất, mũi thứ hai, mũi thứ ba nè. Bạn cứ thao tác như vậy, quấn qua mình sẽ đâm vào đây. Như vậy là mình vừa hoàn thành xong mũi kép. Mũi này là mũi kép đôi. Thì mũi kép đôi này mình đã bỏ qua 4 chân rồi. Như vậy 15 trừ 4 thì mình sẽ còn 11 mũi thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mũi. Đây là mũi thứ 11 nè. Mình sẽ so sánh độ dày của nó cho các bạn xem ha. Đây là mũi kép đơn. Thì mũi kép đơn sẽ dài, kép bề dài này sẽ dài hơn mũi kép đôi. Đây, mình sẽ so sánh thứ tự. Đây. Đây. Thì các bạn có thể thấy là ở đây là mũi này là sẽ dài nhất, nhưng mà cái bề ngang này nó sẽ giảm dần, nhưng mà bề dày nó sẽ tăng dần ha. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách lên hàng thứ hai của mũi kép đôi. Ở bên này mình bỏ qua 4 chân thì ở bên này mình sẽ lên 4 chân. 1, 2, 3, 4. Sau đó lật mặt lại. Rồi tính. Đây là 1, 2, 3, 4. Mình mũi đầu tiên là mũi này nè. Quấn 2 vòng qua kim nè. Đâm vào đây. Kéo ra. Lấy qua 2. Đấy, như vậy là mình đã móc thêm được hàng thứ hai của cái này ha. Và đây là tổng hợp 5 mũi móc mà mình muốn nói cho các bạn: mũi bính, mũi đơn, mũi nửa kép, mũi kép và mũi kép đôi. Các bạn có thể thấy độ dày sẽ tăng dần từ trên xuống dưới, và tuy nhiên độ dài sẽ giảm dần. Ở đây chúng ta có 15 mũi bính, nhưng mà ở đây chúng ta bỏ qua một mũi bính để móc lên mũi đơn, vậy chúng ta sẽ có tổng cộng là 14 mũi đơn. Ở đây có 13 mũi nửa kép và 12 mũi kép đơn và 11 mũi kép đôi. Hy vọng là video này sẽ giúp ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Và đừng quên đăng ký, like, share, ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.